welcome, welcome. Chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Quả Cầu Bí Ẩn được phát sóng vào khung giờ 20 giờ tối Chủ nhật trên kênh VTV3. Và thưa quý vị, trên sân khấu ngay bây giờ là một bé mà Huy rất là thích, đó chính là bé bự nhất trong dòng họ những Quả Cầu Bí Ẩn với nickname vô cùng dễ thương là bé bự. Nhưng mà để chạm tay vào bé bự này thì những người chơi chúng tôi phải chinh phục được 7 quả cầu bí ẩn đầu tiên đã. Và ngày hôm nay chúng tôi rất hy vọng là những người chơi mới này, những nhà chinh phục mới này, những phù thủy trẻ tuổi sẽ tới đây và phá vỡ lời nguyền của bé bự. Họ là ai? Hãy chào đón 4 người chơi, 4 nhà chinh phục ngày hôm nay. Wow. Wow. Chào quý vị khán giả, nhóm chúng em là nhóm siêu nhân Gao. Có điểm lắm nha. Nào, hãy giới thiệu từng thành viên của chúng ta nào, xin mời. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Ngô Kiến Huy và các bạn đang xem chương trình Quả Bí Cầu ấy. Quả Cầu Bí Ẩn, Quả Cầu Bí Ẩn, nói lộn Quả Bí. Em xin tự giới thiệu, đây là Huỳnh Quý, hiện đại đang là diễn viên ạ. Quý, diễn viên, trẻ. Năm nay nhiêu con trăng rồi? Mình giấu tuổi được không anh? 18. Chắc chắn là em nhỏ hơn anh này đó. Rõ ràng, anh mới 17. Bé này. Người tiếp theo. Xin chào tất cả các khán giả, xin chào anh Ngô Kiến Huy và quý vị khán giả đang theo dõi trên TV. Em là Tuyền Tăng, hiện tại em đang là người dẫn chương trình. Mình là Lê Hà Anh, hiện tại thì mình đang là diễn viên. Còn nhỏ, nhỏ áo vàng. Chào quý vị bên phải, chào quý vị bên trái. Chào quản gia, quản gia. Quản gia, dạ. Em tên là Hữu Tính, trưởng nhóm hài X-Pro. Trời ơi, nghe chỉ trưởng không rồi, nó nhẹ quá. Tính thời điểm hiện tại nha, chúng ta chỉ có duy nhất một người chạm vào được bé bự và giải mã thành công. Các bạn có lo lắng hay không? Dạ không. Sao vậy? Dạ tại vì... Có biết gì đâu mà lo. Ngày hôm nay phương châm các bạn tới đây là mình đặt mục tiêu như thế nào, mình chinh phục giải thưởng cao nhất hay là mình có nhiều sẽ biết nhiều. Chúng tôi đã nghĩ trong đầu rồi, thấp lắm chúng tôi phải vô được tới câu thứ tư. Thấp lắm. Tại vì nghe nói cứ người đầu mà ra trả lời sai là qua người thứ hai là lên câu hai luôn phải không? Đúng rồi. Thì đó 1, 2, 3, 4. Tuyệt vời, phương châm này được. Hy vọng là blacklist ngày hôm nay của tôi sẽ không có thêm tên của các bạn. Nào, xin mời người vị trí. Mỗi thành viên các bạn đang giữ 50 triệu. Cứ một thành viên bị loại, các bạn mất 50 triệu. Cứ như vậy cho đến cuối cùng. Nhiệm vụ các bạn là phải chọn những dây màu tương ứng với đáp án sai. Hãy nhớ thật kỹ, tương ứng với đáp án sai và giữ lại đáp án đúng là sợi dây cuối cùng. Nếu chẳng may các bạn không biết đáp án, các bạn cắt bừa vào dây đúng, sẽ có một hậu quả dành cho các bạn. Quả cầu thứ 8 này thì chỉ có duy nhất một người được chạm vào mà thôi. Đó chính là đội trưởng. Ai là đội trưởng? Già nhất. Dạ đúng rồi. Già gần. Tại thấy quả cầu đó nó cũng gần tương ứng với chiều cao của anh Tính. Cái anh Tính dễ cắt. Ok. Riêng quả cầu này thì Tính sẽ được chúng tôi hỗ trợ bằng một cái bục ma thuật giúp tăng chiều cao. Cái bục ma thuật mà khi quay hình lên không có ai thấy. Đúng rồi. Chỉ có toàn bộ người ở trường quay thấy thôi. Dạ Tính ơi, như vậy bạn sẽ là đội trưởng. Bạn được quyền phân bổ thành viên. Ai là người bước ra chinh phục quả cầu thứ nhất? Quả cầu dễ nhất nha. Dễ cái này nhất. Quả cầu dễ nhất. Trong đồng đội của tôi ai cũng giỏi hết. Họ quay lên mấy hết. Câu dễ dễ để MC trả lời đi. Sao team mình ai thi trước nè? Nè, mình phải chọn chiến thuật nha. Người thi trước có khi là mình nên cử người giỏi nhất ra để đi được sâu sâu vô. Đi được sâu sâu, còn mấy người kia mình thí. Thí chứ. Ra cắt bể chơi. Nghệ sĩ mà giờ dùng từ thí nữa. Buồn dễ sợ. Nè, tôi đã chấp nhận đi thi, cái này có nghĩa là tôi có kiến thức. Có kiến thức à? Được mới biết. Đâu? Ai là người thi trước? Ai chơi trước nè? Giữ chương trình nhiều là sẽ biết được nhiều kiến thức. Thật sự thì trong đội anh em nghĩ team mình là kiến thức ai cũng nhiều hết đó. Đúng rồi, nhiều lắm cho nên là em nghĩ là anh Quý ok đó. Thôi không có bánh tù xì đi. Tù xì đi. Thấy không, trong đội mà nó còn không qua đâu. Bánh tù xì hay là anh đi trước? Thôi để em hy sinh em vào hang cọp. Trời, mọi người bị sao vậy mọi người ơi? Mọi người ơi. Thi đầu tiên rất dễ. Dù câu khó em trả lời không được đi, người ta không có cười vô mặt em. Mỗi này lên câu dễ quá trả lời chắc quá. Em xin hứa
người ta trả lời sai sẽ không cười vô mặt người ta. Tôi hứa với đội trưởng móc méo, nhưng mà tôi không hứa là khán giả sẽ không cười. Sao khán giả cười tôi không quê, mặt anh cười tôi mới quê. Thôi vậy để em xung phong lên giải mã quả cầu bí ẩn trước. Đi xuống ơi. Cái gì nụ cười anh mang rỡ vậy? Quý có run không? Bây giờ thì chưa, nhưng mà mấy cái khúc và cắt cắt chắc run lắm anh. Thôi, vào trong dùng trà bánh với tôi một chút, rồi mình ra mình cắt cầu. Có luôn á anh? Có, chúng ta nghỉ giải lao trong ít phút để Quý lấy lại bình tĩnh. Nếu thua là em bị xì giống vậy luôn hả? Không, nặng hơn. Vừa rồi chúng ta đã có một thời gian đàm đạo trà bánh với nhau rồi. Tinh thần bạn đã ổn định trở lại rồi. Còn chân chơi gì nữa, tôi sẽ giới thiệu với bạn hai vật dụng không thể thiếu của chúng tôi. Trong ngôi nhà ma thuật này có hai vật dụng chúng tôi cực kỳ, rất kỹ mà chủ nhân tôi để quên lại để cắt những sợi dây phép thuật này. Cái gì ghê vậy? Đầu tiên, đó chính là chiếc kim ma thuật. Ví dụ anh đưa liền đúng chứ là dạ, nó chỉ làm hơi đó. Ngoài ra cái thứ hai để bảo vệ bạn khỏi những phù phép của chủ nhân, chúng tôi cho bạn chiếc kính ma thuật. Tôi cũng làm như cái này luôn, em nghĩ làm như cái này đó. Giống như phim Ấn Độ, mỗi lần mà xuất hiện cái gì tình tiết mới là phải có một đoạn nhạc. Chủ nhân anh là làm thợ lặn với lại cái tầm cây hay cái gì mà để quên mấy món này kỳ vậy. Được phù phép rồi, đeo vô đi. Đeo vô và bạn thấy một cái điều kỳ diệu xảy ra liền. Chắc kính 3D rồi. Nhìn kính 3D, mình lên, thấy chưa? Trời đất ơi, sao MC 3D quá vậy? Trời ơi. Cái kính này hay thiệt chứ. Dính kính này, hình như lộn kính rồi hả? Dám đâu, cái kính đó là kính nhìn ra sự thật. Không có, là chỉ có vụ đó. Kỳ quá ha. Nào. Dạ. Trước khi Quý cắt những sợi dây phép thuật này, Quý có điều gì nhắn gửi đến người thân, gia đình cũng như là dòng họ hay không? Hy vọng là ba má, cả gia đình ở nhà xem chương trình này sẽ thấy những cái quyết định mà cắt đứt những sợi dây quan trọng này của con sẽ đem lại niềm tự hào cho cả nhà. Và ủa, có ai trả lời sai câu một chứ? Nhiều lắm. Ủa, còn ba đứa này sao? Quan trọng nhắn đồng đội á. Đứa này quan trọng hơn nè. Em tin nữa anh đồng đội ơi. Em tin anh. Anh sẽ cắt đứt hết bốn sợi luôn. À, để tôi mở cửa sẵn cho bạn. Rồi, vô. Hồi hộp quá anh ơi. Cố lên nha. Đây sẽ là bốn đáp án của quả cầu bí ẩn đầu tiên. Xin mời. Trán. Giữa ngực. Sau gáy. Giữa thắt lưng. Wow, cái này liên quan đến huyệt không ta? Huyệt, huyệt đạo. Bạn có hay châm cứu không? Em thì có hay không hay chăm cứu lắm. Có hay đi học y học cổ truyền không? Có, cũng có, cũng biết sơ sơ, cũng có phim này nọ. Đây có thể hỏi những cái quyệt nguy hiểm. Quyệt nguy hiểm ở đâu anh? Đúng rồi. Theo bạn quyệt nguy hiểm bạn ở đâu? Em nghĩ là ở đây, ở trái cổ nè. Trái khí. Dạ đúng rồi. Dưới cũng có cái quyệt ngay giữa đây nè, cũng rất nguy hiểm. Cũng có quyệt. Dạ. Thắt lưng là mở. Em nghĩ là chỉ có một mình thắt lưng anh có mở thôi à. Tính kìa. Tôi không nói gì hết nha. Rồi trán. Trán nguy hiểm lắm, quýnh cái là bất tỉnh liền luôn á. Đúng rồi, bởi vì bạn là một người chơi có tiềm năng, nên chúng tôi cho các bạn câu hỏi khó nhất. Tốt, anh làm là em có tiềm năng rớt trước luôn hả? Đây là câu hỏi về hình ảnh. Ừ, có hình là được. Trời rồi. Trời ơi, nói gì nữa. Ơi, đúng à, dễ ẹt à, đưa lên cái hình, đâu là cái trán. Dễ ẹt đâu đâu. Mà zoom vô nghe, zoom vô. Bây giờ sẽ là hình ảnh, bạn sẽ có 30 giây quan sát bức hình và sau đó câu hỏi lập tức hiện lên. Bạn có 1 phút để trả lời câu hỏi này. Hình ảnh bắt đầu. Trời ơi. Thì đưa con nhện lên nhỉ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái chân nè, đó, đó cái đuôi nè, hai cái càng. Dạ, các bạn không được quyền nhắc từ bây giờ nha. Những đồng đội không được quyền gợi ý nữa. Tôi biết câu hỏi luôn rồi đó. Câu hỏi bắt đầu.
Đây là biểu tượng nằm ở vị trí nào trên trang phục của nhân vật Spider-Man do Marvel Comics sáng tạo? Xin mời 1 phút bắt đầu. Lại phải cắt ngay cái đáp án đúng đúng không? Cắt đáp án sai, giữ đáp án đúng. Là chừa lại cái đáp án đúng đúng không? Đúng rồi. Rồi. Có coi phim này chưa? Phim này là em là đam mê về Marvel luôn á. Trời ơi, anh cũng hay vậy. Quá quý ơi. Bây giờ là em màu xanh lá cây là em nghĩ là nó không phù hợp với em sẽ rồi dớt trước. Tại vì con không thể nào con nhện mà nó nằm ngay giữa thắt lưng lượn ngay cái mỡ bụng người ta. Chắc đi ạ. Rõ ràng bước lên phía trước, mình tự tin lên. Tin chứ, phải tự tin câu này chứ. Câu này là trẻ con mà. Chính xác. Trời ơi, dăm ba câu hỏi này, thời gian 33 giây bắt đầu. Ủa, làm ơi, cắt hết á. Trời ơi, cái này thiệt á. Đây đây đây. Nhắm mắt cắt cũng trúng nữa. Không thể nào mà con nhện nó che ngay trán được. Ngay trán là ai? Ngay trán của Spider-Man. Chính xác. Ngay trán là chỉ có ba thanh thiên thôi. Dạ đúng rồi, của ba thanh thiên thôi. Đúng rồi, ngay trán của ba thanh thiên. 27 giây bắt đầu. Không thể nào nó nằm sau gáy được. Nằm sau gáy đâu biết là con nhện đâu đúng không? Nằm sau gáy là của nhân vật thì đúng mặt trăng. Không có, nó nằm giữa trán anh ơi. Sao vậy? Đứng xác vô quý. Làm sao mà em có để thất bại cái câu 1 được? Không bao giờ. Chính xác. Gia đình tự hào gì? Xuất sắc. Chúc mừng bạn đã giải mã thành công quả cầu bí ẩn đầu tiên. Em nghĩ với cái đà này em có thể trả lời được 8 câu luôn đó. Rõ ràng. 7 câu còn lại giống vậy là được hết á. Đây là lời giải thích của chúng tôi. Hình ảnh rõ ràng nhất. Giao lưu mình tháo kính ra đi quý. À dạ dạ. Bởi không thấy đường nói chuyện với anh. Ờ, em hơi sốt nên hơi mờ. Spider-Man đổi diễn viên 3 lần. Em coi này hay không? Có coi nhiều không? Mà em không thắc mắc chuyện Spider-Man đổi 3 lần. Em thắc mắc chương trình chừng nào đổi MC. Ủa, đang chào chuyện, trời ơi. Thấy bạn căng thẳng quá, mình trò chuyện mình đàm đạo một chút vậy. Thôi rồi, tại mình thấy mình fan chung với nhau. Em fan. Và bây giờ xin mời quả cầu bí ẩn thứ hai. Vừa rồi câu hỏi quá dễ đúng không? Câu hỏi đó quá đơn giản đối với em. Em cần một câu hỏi phức tạp hơn nữa. Để có thể thấy được cái kiến thức sâu rộng, bổ ích và nó to lớn của em. Được, chủ nhân chúng tôi lắng nghe. Đẻ ở kho bom hay gì á, mạnh mẽ lên. Xin mời đáp án hả? Quái vật. Quái thú. Ngựa thồ. Ngựa sắt. Chắc là liên quan tới thánh giống này nữa. Người đẹp và quái vật. Bốn cái này là em nghĩ câu hỏi là những cái gì không liên quan tới cổ tích, không liên quan tới truyện tranh. Có hết luôn á. Ngựa thồ đâu có đâu. Ngựa thồ có nha. Trong chuyện gì? Trong chuyện cổ tích Việt Nam. Chuyện tên gì? Thiệt đúng á. Mất 50 triệu em nghe. Mất 50 triệu rồi đó. Câu hỏi như sau, xin mời câu hỏi. Chiếc xe chuyên dùng của Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết đến với tên gọi là gì? Xin mời thời gian 1 phút bắt đầu. Đồng đội không nhắc. Em nghĩ là ông không thể nào ông cởi ngựa thồ được. Em sẽ cắt ngựa thồ trước. Rồi, đứng sát vô quỷ, trời ơi tự tin mà. Giang tay thật rộng nè, đón chào những điều kỳ diệu xảy ra. Và đó là chính xác. Đúng rồi, làm sao tổng thống mà đi ngựa thồ được? Bởi bữa lúc mà ổng đi qua uống cà phê với em có thấy ổng đi chiếc xe đó, ổng có nói tên chiếc xe đó cho em nên em biết. Dễ dàng, 51 giây bắt đầu, thời gian tiếp tục suy nghĩ. Chẳng lẽ bây giờ? Không lẽ giờ ổng cỡ ngựa sắt đúng không? Trời ơi, làm gì có chuyện đó được, cắt luôn màu xanh nè. Ông không thể nào mà ổng đi cưỡi ngựa được. Chính xác. Ngựa sắt là thánh giống. Dạ đó, thì đó, đó. Thì đó. Vô nè, 44 giây bắt đầu. Bây giờ hai này nè. Còn phân vân hai cái quái, không biết là cái quái gỡ nào. 40 giây lần, suy nghĩ kỹ đi. 40 giây lần. Đúng rồi, cái nào chừa lại, cái nào cắt nữa. Đội trưởng, tự trọng. Em là em thuộc mạng kim nè đó. Kim sinh mộc. Em nghĩ không có dính gì tới xanh lá cây, tới mộc hết đó. Em nghĩ là em sẽ giữ lại màu vàng, em cắt luôn màu xanh. Rồi, xin mời.
Quý ơi. Tại vì quái thú thì nghe nó oách hơn là cái từ quái vật. Quái thai mới đúng. Xong rồi. Xong rồi. Thấy chưa? Anh quá quý ơi. Chúc mừng quý đã chinh phục thành công quả cầu bây giờ thứ hai này. Mẫu quái thú đầu tiên được tạo ra năm 2001 nhằm phục vụ người đứng đầu của Nhà Trắng đến thời Tổng thống Mỹ Barack Obama. Quái thú được đánh giá là chiếc xe mạnh mẽ, an toàn nhất thế giới. Năm 2018, thời Tổng thống Donald Trump đứng đầu Nhà Trắng thì chiếc xe được nâng cấp thành phiên bản quái thú 2.0. Quái thú là một chiếc xe tăng dưới bộ dạng một chiếc limousine, rất kiên cố và có thể chống lại nhiều hình thức tấn công khác nhau. Đó, bữa ông chạy chiếc này qua gặp em nè. Rồi. Thiệt. Bởi em mới nhớ chứ, anh nghĩ coi đáp án này là nói lên tất cả sự thật. Đúng rồi, nó mới giỡn chơi cho cắt. Ví dụ em không gặp ổng làm sao mà biết đáp án được mà không cắt đúng. Câu này thực sự là rất là khó. Yeah. Nhưng mà nếu như em không có mối quan hệ rộng như vậy thì em cũng không trả lời được câu này. Anh không ngờ em có mối quan hệ rộng luôn á. Bởi vậy em có đi cà phê với lại bên mấy hiệp mấy siêu nhân của Marvel không? Không, đi ăn trà sữa. Đi trà sữa. Không, đi uống cà phê. Uống trà sữa Spiderman và đi cà phê với lại tổng thống. Dạ, hết á. Công việc hàng ngày của em là gì? Chém gió. Nào, tạm biệt quả cầu thứ hai. Dạ quá. Tăng độ khó lên đi, em nghĩ đeo hai lớp kiến đi. Chứ em nghĩ mấy câu này nó đơn giản quá. Vừa rồi là phim ảnh, sở trường của quý. Mối quan hệ ngoại giao cũng là sở trường của em. Em còn mạnh thế nào không? Thế thì em mạnh nhiều thế. Chưa nhìn câu hỏi mới biết mạnh thế nào. Em biết câu hỏi đó như thế nào đấy. Bố đáp án trước, xin mời. Oscar, Grammy. Chết luôn rồi đó. Cannes, mấy cái giải thưởng rồi. Quả cầu vàng. Có nghe tên của bốn giải thưởng này chưa ạ? Em nghĩ là mấy giải thưởng này là mấy giải thưởng về các tác phẩm phim, điện ảnh hay văn học nghệ thuật. Đầu tiên là Oscar, bạn nghe chưa? Dạ có. Quá quen thuộc. Dạ đúng rồi ạ. Grammy cũng là một giải thưởng luôn. Cannes, đó là cái một cái em biết câu hỏi liên quan phim á. Phim luôn. Dạ. Quả cầu vàng. Quả cầu vàng có bên bóng đá không ta? Quả cầu mà chắc môn cầu lắm. Quả cầu vàng này nọ em nhớ. Cái kia là quả bóng vàng. Quả cầu với bóng không khác. Em tưởng nó cho một thứ chứ. Quả bóng vàng. Quả bóng vàng hả? Nó khác, quả cầu vàng. Không biết là những thành viên còn lại có đã từng am tường về giải thưởng nào nhất. Grammy là giải thưởng âm nhạc nè. Đúng rồi. Oscar là phim điện ảnh. Cannes là liên hoan phim. Quả cầu vàng cũng vậy. Nó sẽ có cái độ hoành tráng khác nhau thôi. Có vậy là biết câu hỏi. Nói sao? Là biết rồi. Nói gì nữa. Câu hỏi nè. Bài hit của Ngô Kiến Huy đã từng giành đạt giải thưởng nào? Hết bốn ca luôn. Cắt hết à. Gom cho một lần. Cắt hết bốn ca luôn. Cắt một lần luôn. Tôi nghĩ là với những gợi ý mở vừa rồi thì câu hỏi này nằm trong tầm tay của bạn. Chẳng lý nào bạn thất bại quả cầu này nữa. Mặt mũi nó nhìn là những đồng đội của mình. Anh giao lưu với đồng đội em xíu nữa cho em biết thêm nữa được không? Đâu muốn gì nữa. Anh thắc mắc không nè, hỏi gia đình nè. Ba mẹ khỏe không? Khỏe. Chúng ta đến với câu hỏi. Xin mời quý. Câu hỏi như sau. Theo thông lệ, đề cử giải mâm xôi vàng sẽ được công bố một ngày trước khi đề cử của giải thưởng điện ảnh nào được công bố. Thời gian 1 phút bắt đầu. Hãy đọc kỹ câu hỏi. Theo thông lệ, đề cử giải mâm xôi vàng. Các màu xanh trước, các màu xanh trước không hợp với màu này. Không hợp với màu này thì nên cắt. Rõ ràng, đứng thẳng người, dang hai tay, mắt hướng về phía trước, cười thật tươi. Đón chào điều kỳ diệu. Không biết câu này. Trời ơi, câu này quá dễ. Chính xác. Tại sao bạn chọn quả cầu vàng đầu tiên? Tại vì em nghĩ là cái giải thưởng là chỉ còn cái Grammy với cái Oscar thôi. Trời ơi. Cái quả cầu vàng em nghĩ chắc không liên quan. Tại vì em vẫn mặc định nó là bóng đá. Thôi cũng được, vậy cũng được nữa. Không biết. Không biết, với lại mấy cái giải này là
Em có từng được một hai giải đúng không? Em từng được. Rõ ràng. Thời gian bắt đầu. Bây giờ suy nghĩ thật kỹ nha. Còn giải thưởng đi anh. Giải thưởng Canet là không phải giải thưởng rồi đó. Can. Giải thưởng Can. Nào, trời ơi. Phải không? Can phải giải thưởng không? Can là một giải thưởng nha. Chính xác. Trời ơi, cái hai cái này mới khó nè. Thời gian 41 giây còn nhiều lắm. Bắt đầu. Suy nghĩ kỹ nha. Mỗi ngày mâm sao vàng. Bây giờ hãy đọc kỹ cái đề bài. Theo hai giải ba loại rồi. Đề cử giải mâm sao vàng sẽ được công bố một ngày trước khi đề cử của giải thưởng điện ảnh nào? Điện ảnh nào? Em nghĩ là chắc chưa lại. Grammy và Oscar đều điện ảnh hết. Grammy Oscar đều điện ảnh hết. Mà em nghĩ Oscar nó sẽ thịnh hành hơn. Và nó để lại phía sau nhiều hơn chứ không phải đem phía trước. Và cắt đi ạ, xin mời. Nghĩ là Grammy. Mời bạn. Sự tự tin này là biết là được giáo Oscar một lần, hai lần rồi. Chính xác. Tôi biết bà. Cảm ơn đồng đội, cảm ơn đội trưởng. Trời ơi, quá tuyệt vời. Trời ơi, câu trả lời này thì là nhà team của em. Trái tim. Không, team ấy, team ấy, team. Đây. Giải mâm xôi vàng do John Wilson lập ra vào năm 1980 là giải thưởng điện ảnh ngược với giải Oscar. Giải mâm xôi vàng sẽ được trao cho những tác phẩm điện ảnh, các vai diễn và các hạng mục khác liên quan đến điện ảnh được coi là dở nhất trong năm của điện ảnh Hoa Kỳ. Theo thông lệ, danh sách đề cử của giải mâm xôi vàng được công bố trước một ngày so với lễ công bố danh sách đề cử của giải Oscar, và lễ trao giải mâm xôi vàng diễn ra sau một ngày so với lễ trao giải Oscar. Quá tuyệt vời, cái giải thưởng này ít người muốn lấy lắm. Tôi biết bạn đã vượt qua được 3 quả cầu bí ẩn rồi. Tâm trạng của bạn rất là hân hoan, phấn chấn. Hát một ca khúc nào ngay bây giờ để thể hiện tinh thần của mình đi nào. Một bước yêu vàng dầm đau anh. Ok rồi, ok, vô. Bài đó hay sao không quên ta, điệp khúc quá. Cô biết bài đó mà theo phong thủy đừng có hát cái gì mà có cái dựng dựng. Mình đang hoan thủy. Hát cao vậy sao rồi đó. Đúng rồi, hát cái gì tiến lên chứ. Niềm tin chiến thắng. Rồi. Chạy ngay đi, trước khi mọi điều vô vàn tồi tệ hơn. Chạy ngay đi, trước khi đều vào cầu nổ tung hơn. Cảm ơn quý. Tôi công nhận về cái niềm tin của bạn. Niềm tin mãnh liệt. Mãnh liệt lắm. Anh muốn em hát thêm bài nữa không? Thôi, chúng ta cùng nhau đến chào quả cầu bây giờ thứ tư, xin mời. So với bạn là câu hỏi vừa rồi quá dễ là quá khó. Đối với em cũng như đồng đội em thấy nó bình thường thôi. Bình thường đúng không? Thiệt. Ba mấy câu rồi. Lúc mà nãy giờ bạn cắt dây, đồng đội của bạn tự tin lắm. Hầu như là họ không sợ là bạn cắt dây sai luôn á. Cái thái độ như thế nào danh? Nó nhẹ nhàng giống như nè. Em đứng đó em thấy rất là bình thường. Thậm chí tụi anh đứng trong đây thấy rất là tầm thường. Cứ tự tin mà là. Hồi đó giờ chưa có giờ chơi cái game show nào mà không ra mà vẫn lấy được 50 triệu con đứa về đâu. được. Giám đốc này làm được lắm á. Bạn tạo được một kỳ tích thì sao? Bạn chinh phục đến câu thứ 7. Cái đội trưởng hữu tính là cắt sai, mất 200 triệu. Ôi, quay qua chắc cắt ảnh luôn á. Hữu tính, nãy giờ mình trả lời được bao nhiêu câu? Từ quả cầu đầu tiên đến quả cầu thứ 3, hữu tính trả lời được bao nhiêu câu? Ta thấy người ta không trả lời là biết ta trả lời được anh, rồi. Anh kỳ quá, người ta để im, anh hỏi. Ta để im mà còn hỏi nhắc tới nhắc lui. Rồi, tiến lên phía trước. Quả cầu bây giờ thứ 4, xin mời. Play well, chơi hay. Oh. À. Good toys, đồ chơi tốt. Fittings, phụ tùng lắp ráp. Smart game, trò chơi thông minh. Nào, bạn gợi mở ra câu hỏi gì không? Em nghĩ là câu hỏi sẽ là tìm một từ tiếng Anh mà nó không dính dáng gì tới những từ còn lại. Đo mũi kiến, tàu lao. Nè, nghe đồng đội của bạn gợi ý cho bạn nè. Ở trong đó là cái đáp án nào không có từ chơi. Gì á? Đúng không? Đúng rồi. Trời đất ơi. Vậy có một chữ mới không biết thôi. Có hay chơi những trò chơi thông minh không? Trời ơi, nói gì nữa. Em trả lời tới câu này mà anh còn hỏi em hay chơi mấy trò chơi thông minh không? Nãy giờ em chơi toàn mấy cái câu thông minh không luôn á. Em hên nhiều hơn. Bây giờ nhớ nè,
Câu này là xác nhận với chương trình là em thông minh hay không nè. Đừng có chơi như vậy. Anh đừng đem những cái câu này ra để xác định cái độ thông minh của em bằng những cái câu hỏi này. Thì đã em yêu cầu là câu nào khó là khó cho em đó. Bốn câu kia là thấy sự thông minh của em rồi, không cần. Mới ba câu thôi, câu bốn nè. Ba câu. Nè, bây giờ là câu này để thể diện nè, làm rạng danh gia đình dòng tộc, rạng danh team mình. Mạnh mẽ lên. Gia đình tin anh. Mà anh không tin anh. Em tin anh à. Tin anh. Hơi lo rồi đó gia đình ơi. Hãy chứng minh cho khán giả thấy bạn không hên mà bạn hay. Còn nếu bạn thua là bạn hên. Ra bắt ông MC vô đi. Ổng đang gây áp lực tinh thần. Áp lực quá. MC chương trình mướn vậy là áp lực rồi, còn chơi quá. Chúng tôi bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Câu hỏi như sau, xin mời câu hỏi. Từ Lego trong tên của tập đoàn Lego là từ viết tắt của Lego. Trong tiếng Đan Mạch, Lego có nghĩa là gì? Xin mời. Trời ơi, nhỏ hay chơi Lego lắm luôn á. Bỏ cái nhớ. Chơi hay, bỏ nè, cái nè, chơi. Nè, trời ơi, bạn nhìn ra cái phụ tùng đó là cái gì? Trời ơi. Chắc chắn là không phải chơi hay, em nghĩ là Lego sẽ là một cái... Lẹ bây giờ. Trời ơi, đứng thẳng lên, có gì đâu mà sợ. Câu hỏi cho. Làm sao mà em có thể thất bại ngay câu 1 được? Không bao giờ. Chính xác. Hey. Xong rồi. Chính xác. Tôi biết mà. Trời ơi, quá đơn giản đối với em. Em cần một câu hỏi phức tạp hơn nữa. Em đứng đó em thấy rất là bình thường. Thậm chí là anh đứng trong đây thấy rất là tầm thường. Công việc hàng ngày của em là gì? Chăm chó. Từ Lego. Trong tên của tập đoàn Lego là từ viết tắt của Lego. Trong tiếng Đan Mạch, Lego có nghĩa là gì? Hãy chứng minh cho khán giả thấy bạn không hên mà bạn hay. Còn nếu bạn thua là bạn hên. Chắc chắn là không phải chơi hay, em nghĩ là Lego sẽ là một cái... Lẹ bây giờ. Trời ơi, đứng thẳng lên, có gì đâu mà sợ. Nhìn cái Lego là biết nó làm cái gì rồi. Câu hỏi cho. Câu hỏi cho không có ăn đóng bột luôn. Ủa em thi đâu rồi? Trời, em biết câu nào bị phọt là núp vô trong rồi. Tôi đã chọn nhà cho bạn nè. Ủa là sai hả? À, nhà cửa sạch sẽ rồi, dùng đất này đâu chào đón thành viên đầu tiên. Tại sao mà chọn ngay đáp án đó vậy? Tại vì em nghĩ Lego nó là danh từ, một là phụ tùng hay là trò chơi thông minh, hay là nói chung nó là một cái danh từ chứ mà nó là động từ. Đây, Lego là từ viết tắt của hai từ trong tiếng Đan Mạch Ligut, có nghĩa là play well, chơi hay. Tập đoàn Lego được thành lập vào năm 1932, trong đó có những mảnh ghép Lego là sản phẩm quan trọng nhất. Chúng đã được hai lần vinh danh là đồ chơi của thế kỷ. Nhỏ hay chơi Lego lắm luôn, em hay chơi Lego lắm. Ai cũng chơi. Em thích nhưng mà chơi. Rất là mắc tiền, ngày xưa rất là mắc tiền. Rất mắc, bây giờ vẫn mắc luôn. Mắc lắm á, Lego mà đúng đồ thiệt là bạc triệu á. Bởi đâu, em đâu nghĩ đáp án là chơi hay. Em nghĩ là chơi mắc. Cái gì? Tại vì nó mắc lắm, giá trị nữa. Bởi vì chữ lick good, chữ good của nó giống như là chữ good vậy. Đó. Nó gợi ý như vậy, từ đó bạn sẽ hình dung ra được cái gợi ý chúng tôi, nhưng mà rất tiếc. Sao anh không gợi ý ngay từ đầu Huy? Ờ à, đúng rồi, đáng lẽ anh vậy á. Quý, câu hỏi đủ độ khó với bạn chưa? Hồi nãy nói về tới câu này là biết là em hên hay không chứ gì. Em vẫn hay nhưng mà em không bằng hên. Hay không bằng hên, anh hiểu không? Hay quá. Bây giờ nếu bạn chọn người thứ hai ra tiếp bước mình, bạn chọn ai? Trời ơi, ủa điện năng đâu rồi? Tầm đội đâu mất tiêu rồi. Bé này nó có tuyệt chiêu của ninja, mỗi lần ai nhắc nó chỉ tiền đăng đội biết. Người thì nấp, còn bà này đứng. Vô đi anh, vô đi anh, vô đi. Không có, em đang quạt anh, em chỉ quạt thôi. Anh hiểu em mà Quý. Anh nghĩ là cái nét mà em cúi xuống này để em lụm đồ nghề, em lấy tinh thần để bước lên đây đúng không? Dạ đúng rồi, em lấy sự tự tin mình thành em biến hình rồi. Lên. Quý, về vùng đất của bạn đi. Cố lên. Em trả lời tới câu thứ 7 cho anh. Chừa một câu cho đội trưởng thôi. Ok, dễ mà, anh đợi em ở đây đó. Anh đợi em đây. Đợi em đây đó. Em phải bên đây đúng. Anh như có điềm hay sao á. Xin mời quả cầu bí ẩn thứ 5.
lại tinh thần trước nhưng em vẫn bị hết hồn. Trong đội bạn đi một chặng đường rất xa. Công nhận Quý rất xuất sắc nha. Nói gì nói mặc dù Quý hơn, không có hay thiệt. Hay hay. Không hay à, anh không được. Anh không được nói gia đình em như vậy nha. Hay. Chúng tôi cho bạn khoảng thời gian để bạn chia sẻ. Mọi người thường nghĩ những người dẫn chương trình là những người rất là hoạn ngôn và nhiều kiến thức, nhưng mà thật ra là em cũng là người dẫn chương trình mới thôi. Em đang trên đà tìm hiểu thêm cho nên mọi thứ đó em hiện tại cái level nó thấp lắm mà. Em nói gì vậy? Anh thấy là em dẫn trước anh nữa. Chắc anh lộn rồi đúng không? Dẫn nhiều chương trình quá lộn không, nè. Em dẫn trước sao anh rồi nè. Tại MC thường là sẽ có một cái lượng kiến thức rất là kinh khủng khiếp. Anh đang nói bên bộ đàm để mọi người đổi câu hỏi cho em hay sao vậy? Đâu có hề đâu hề có. Em xíu nào cũng có những cái lượng kiến thức mà mình đi gọi là lụm mót ở nhiều nơi. Nhưng mà không có cái nào sâu nó cũng nguy hiểm đó anh. Đúng, cái nào cũng biết sơ sơ thôi đó. Nhưng mà biết nhiều. Dù sao em thua em vẫn tới vào câu thứ 6 mà, không sao. Dạ. Nào, cấp độ 2 vẫn có thời gian là 1 phút. Tuyền Tăng, ở đây có 5 sợi dây. Hãy cắt vào những dây đáp án sai. Một lần nữa nhắc lại với những người chơi, cắt dây đáp án sai. Hiểu chưa? Rồi, có nghĩa là trừ lại cái đáp án đúng. Trời, hơi rõ ràng. Nãy giờ bé mới hiểu luôn á. Em thi với nhau không mà phải vậy. Đeo kính vào. Hãy thả lỏng năm đáp án của quả cầu thứ 5. Xin mời. 20 tháng 3. Trời ơi. 7 tháng 4. Qua số luôn rồi. Hỏi sinh nhật Ngô Kiến Huy ngày nào. 15 tháng 5. 31 tháng 5. Ngày 5 tháng 6. Mọi người có ý niệm gì với những con số này không ạ? Có thể là hỏi sinh nhật của bé Bự ngày nào. Bé Bự? Bé nãy đó. Bé nãy? Bé đó ngày sinh mà. Bé này như bị căng thẳng quá rồi. Bị dết lắc rồi. Em đang bay ở đâu luôn rồi. Những cái lúc này rất là cần MC chia sẻ thêm nhiều thông tin đúng không mọi người? Đây là những ngày tháng và không hề có một năm cụ thể. Thì chắc chắn là nó sẽ liên quan đến một sự kiện. Ví dụ chúng tôi sẽ hỏi cái năm đó gắn liền với ngày nào, tháng nào và sự kiện nào. Dạ, em nhìn cái đáp án nó có tháng 3, tháng 4, hai cái tháng 5 với cái tháng 6. Tại sao là hai tháng 5? Thì đó, thì chắc một trong hai cái là đáp án. Rõ ràng hả anh? Mà mấy con số này nó không liên quan những ngày lễ như 18 tháng 3 không phải? Không có những cái con số quen thuộc luôn á. Có nè, 31 tháng 5. Ngày đó đăng ký đi tập tạ. Em quay lại để em chuẩn bị tiếp nhận luôn á. Đoán mò cũng không bằng mình đến câu hỏi bây giờ. Câu hỏi như sau. Từ năm 1987, Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn ngày Thế giới không thuốc lá là ngày nào? Xin mời thời gian 1 phút bắt đầu. Con bé đã tự tin quá anh ơi. Ê Tuyền Thăng, hãy suy nghĩ và nói là chính kiến của mình. Tại em, sao mà chọn? Em chỉ nghĩ không phải là ngày 15 tháng 5 mà. Tại sao? Tại sao không phải ngày đó? Tại sao? Không phải hả? Tại sao? Bây giờ đang có hai cái tháng năm đúng không? Đang có hai cái tháng năm đúng không? Ok. Thời gian còn nhiều. Ok. Từ từ. Ủa cái nào màu vàng vậy? Cái này màu vàng. Tại sao có màu vàng? Hả? Tại nó màu vàng mà. Thời gian tới đó. Cắt rồi. Ông MC em đứng xa rồi đó. Không. Rồi, tiếp tục bạn còn 33 giây, thời gian bắt đầu. Em nhớ có ngày 20 tháng 3 nhưng hình như không phải là của Tổ chức Y tế Thế giới. Hết thời gian đó, cắt. Cứ thẳng phía trước thôi, trời ơi. Cái gì vậy anh, trời ơi, cái gì? Cái gì hết, thẳng đi, tôi đâu có nấu cái gì được. Tự tin lên, Tuyền Tăng. Đó. Rồi, chúng ta còn 3 đáp án, thời gian là 24 giây, vẫn còn rất nhiều. Xin em mời. Em tính thử nha. Nào. Cái này là màu trắng đúng không? Hết giờ. Tại đó, sao hết giờ? Tại đó. Sao màu trắng? Hãy phân tích. Tại vì còn 2 cái tháng 5 nên chắc cái tháng 6. Chính xác. 17 giây, xin mời. Giờ mạng hỏa với mạng mộc, mạng nào cũng hẹp hết. Mà 2 tháng 5, 15 tháng 31. 15 tháng 5 hả? 15 tháng 5. Hết giờ. Những ngày lễ sẽ giờ rơi vào đầu tháng là vừa giữa tháng. Rồi. Trời ơi, sao các màu xanh vậy? Làm gì mà bị được. Em xíu nào cũng có những cái lượng kiến thức mà mình đi gọi là lụm mót ở nhiều nơi. Nhưng mà không có cái nào sâu nó cũng nguy hiểm đó anh.
từ năm 1987, Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn ngày Thế giới không thuốc lá là ngày nào? Mọi người có ý niệm gì với những con số này không ạ? Để em nhìn cái đáp án, nó tháng 3, tháng 4, hai cái tháng 5 với cái tháng 6. Tại sao là hai tháng 5? Thì đó, thì chắc một trong hai cái là đáp án. 15 tháng 5 hả? 15 tháng 5. Hết giờ. Những ngày lễ sẽ giờ rơi vào đầu tháng là giữa tháng. Trời ơi, sao các màu xanh vậy? Làm gì mà bị được? Rồi mọi người ơi, không sao, vậy là giỏi rồi. Tốt lắm, chúng tôi luôn bên bạn. Nhờ câu này mà anh biết em không có hút thuốc lá. Ngày Thế giới không hút thuốc lá, World No Tobacco Day, được chọn vào ngày 31 tháng 5 hàng năm. Mục đích của WHO là tạo ra và khuyến khích khoảng thời gian 24 tiếng không có gói thuốc lá trên toàn cầu. Bên cạnh đó, mục đích xa hơn của ngày này là gây sự chú ý của cộng đồng đối với tác hại của thuốc lá đối với người hút thuốc chủ động cũng như bị động. Hậu quả là cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới mỗi năm. Giờ nó cướp luôn quyền chơi của em rồi. Về với bạn mình đi nào. Câu này oh, sorry. Cái gì đâu? Hồi nãy mọi người thấy có điềm không? Quý hát bài Chạy Ngay Đi trước khi mọi việc tồi tệ hơn. Công nhận từ bài đó xong tồi tệ hết luôn. Tại vì em không chịu phân tích cho kỹ xíu. Kỹ xíu là sẽ ra liền. Thí dụ nhìn vô đó, bạn từ tháng 5, tháng 6. Thì đã, tôi đã có nhắc là cái sự kiện thường là những sự kiện thế giới là ngày giữa năm hay cuối năm. Ngày giữa là khi mà đặt ra cái ngày không hút thuốc lá thì mấy người mà người ta đang hút, ta nói thôi chờ để hút tới cuối tháng cái đã. Đó, phải không? Đặt ra liền cái sao ta bỏ liền được. Ngày 31 tháng 5 là ngày anh đi đăng ký tập gym đó mọi ngày người. Đúng anh rồi. hiểu. Hồi nãy gợi ý, đội trưởng nhắc khéo luôn đó chứ, đúng không? Ngày tập gym là thể thao thì không thuốc được. Cô bé này nông nổi quá, tuổi trẻ chưa ra sự đời. Nào, thành viên cuối cùng, Hà Anh xin mời. Các bạn đã mất 100 triệu đồng. Nhưng các bạn vẫn còn 100 triệu. Ngoài sở trường điện ảnh ra, bạn có hay theo dõi những cái tin tức như vừa rồi hay không? Em ngoài đi làm thì em chỉ đi ngủ thôi nè. Tốt lắm. Xin mời quả cầu kế tiếp. Đây là quả cầu thứ 6 rồi. Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản và áp lực của bạn cũng rất đơn giản, rất nhẹ nhàng luôn á. Tính trường hợp đầu tiên đi là bạn có thi rớt đi thì đội trưởng các bạn chỉ việc giải mã thêm một quả cầu nữa là tới bé bự rồi. Trường hợp thứ hai, nếu bạn xuất sắc bạn vượt qua được quả cầu này, dĩ nhiên con đường đến với đội trưởng bạn gặp gỡ bé bự là rộng mở. Nhưng sao thấy bạn căng vậy? Hơi wow. À, trời ơi, thiệt luôn, nãy giờ em bị rung á. Tại sao bị rung? Em thấy hai đồng đội của em ở ngoài đây gia đình tin tưởng mà đi qua bên kia hết rồi. Em không biết là em có đi qua bên kia luôn không. Giờ đâu dám nói gì nữa đâu. Nè, nghe lời khuyên của Quý nè, chàng trai mạnh mẽ nhất của đội vượt qua bốn quả cầu, có lời gì muốn nhắn gửi đến Hà Anh hay không? Em muốn cắt gì em cắt. Em vơ một đám em cắt luôn một lần được không? Cắt luôn ông kế bên cũng được. Ok anh, chờ anh. Thật ra quản gia có nhiều trọng trách lắm. Nhớ nha em, khi nào bí quá quay qua cắt cọng dây màu cam bên cạnh nha em. Đó, cam ơn cam có đèn luôn đó. Cam là anh. Tôi à? Vâng. Bạn nghĩ bạn sẽ cắt được tôi ơi? Khi bạn vừa chạm vào quả cầu tôi đã biến mất rồi. Được lắm, bạn đe dọa cả quản gia của ngôi nhà này. Chủ nhân ơi, hãy cho câu hỏi rất dễ để hai anh vượt qua được nhé. Năm đáp án xin mời. Thúc sinh hoạn thư, Mỹ Châu Trọng Thủy, Thạch Sanh Quỳnh Nga, Tiên Dung Chữ Đồng Tử, Vũ Thị Thiết Trương Sinh. Có khái niệm về những đáp án này hay chưa? Em
nghĩ là chắc là hỏi một cặp đôi nào đó trong chuyện hả? Rõ ràng. Ví dụ có câu chuyện nào em không biết á, em có hỏi. Nói đi, có nhân vật hay đúng câu rồi. Chuyện nào không chắc nằm trong cái bộ này nè. Vũ Thị Thiết với Trương Sinh là ở trong chuyện gì? Nó hỏi chương trình anh biết thôi. Em cảm sợ ơn. Anh thiệt luôn á. Cảm ơn đội trưởng đã rất nhẹ nhàng cắt luôn sợi dây hy vọng của đội viên mình. Hy vọng là bé Quý truyền cho bạn sự may mắn. Câu hỏi như sau, xin mời. Trong văn học Việt Nam, cặp đôi nào không được gia đình chấp thuận cho nên duyên vợ chồng? Một phút bắt đầu. Hãy nhớ lại văn học Việt Nam, trong 4 cặp đôi này thì nhân vật nào không được gia đình? Tôi nói quá dễ. Ê, đọc kỹ câu hỏi nha. Đọc kỹ câu hỏi. Các trước mấy cái nào các biết đi. Không nhắc được gia đình chấp nhận. Hết giờ đó, hết giờ đó. Các trước mấy cái nào biết đi. Quá dễ. Hết giờ, hết giờ. Hết giờ. Đây là câu hỏi cho. Câu hỏi tặng bạn đó hả anh à? À, mọi người ơi, em cắt rồi. Cắt đi, cắt. 37 giây, 37 giây, em cắt đi. Em có cắt lại đi. Xin mời, xin mời, xin mời. Cắt đi ạ, à. Cắt đi. Cắt đi, cắt đi. Nhanh lên, nhanh lên. Trời ơi. Chính xác đó. 30 giây, nhanh lên nha. Tiếp tục thời gian. Tại sao cắt, 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 cắt. Dây, nhận một, một, sao. Tại, 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 sao. Thắng, nhìn thẳng. Trời ơi. Chính xác. Tại sao, hả anh? Em nói gì đi, em nói gì cho mọi người biết không là em diễn bình gia tĩnh. Gia đình chấp thuận. Tại sao em cắt hai đáp án vừa rồi, Thạch Sanh, Quỳnh Nga và Thúc Sinh Hoàng Thư, tại sao? Cặp đôi nào không được gia đình cho thôi. Bé không hiểu. Em đang nói. Tại sao? Cắt cái dây không cắt. Em hiểu tại sao cắt này. Thời gian 27 giây tiếp tục. Từ từ. Cặp đôi nào không mạnh mẽ lên. Em phải suy nghĩ là kỹ. Nhưng mà đáp án gì, đáp án gì? Cái gì mà trời ơi, tôi nói quá dễ. Cắt cái gì vậy? Mỹ Châu Trọng Thị cắt rồi. Trời ơi, cái này đúng. Trời ơi, nói gì nữa. Không được thì cắt luôn dây màu cam. Chính xác. Nè, bình tĩnh nè, hít thở sâu nè. Không gì phải vội vã cả. Mặc dù là tôi biết là bạn đang rất là hơi xui để cắt những sợi dây vừa rồi. Nhưng mà ở đây chúng ta 50-50. Hãy suy nghĩ lại vốn kiến thức của mình. Cắt cắt cái dây màu cam rồi, đi. Thời gian bắt đầu. Hết giờ nha. Hãy bình tĩnh lại, hãy suy nghĩ thật kỹ. Trong văn học Việt Nam, cặp đôi nào không được gia đình chấp thuận cho nên duyên vợ chồng? Câu hỏi tặng bạn đó hả anh à? À, mọi người ơi, em rồi. Em cứ cắt đại đi em. Tôi biết là bạn đang rất là hơi xui để cắt những sợi dây vừa rồi. Nhưng mà ở đây chuyện hoạt 50-50. Vũ Thị Thiết với Trương Sinh là ở trong chuyện gì? Đó hỏi chương trình, anh biết thôi. Rồi Vũ Thị cắt. Chị đến cái anh nè em ơi. Trời ơi. Cái đó là không được đâu. Cái đó là lẽ ban luôn. Tôi nhớ mày mày mà tôi sống cũng gần 300 năm rồi. Đọc qua rồi. Vội vã như vậy lại vội vã nữa rồi. Bớt xỉa xói gia đình em lại nha. Chữ đồng tử là con nhà nghèo, gia tài chỉ có một chiếc khố. Tiên Dung là con gái của Hùng Vương. Trong một lần tình cờ gặp nhau, chữ đồng tử và Tiên Dung nghĩ là duyên tiền định. Cả hai cử hành hôn lễ ngay trên sông để kết duyên vợ chồng. Khi tin tức đưa về kinh đô, Hùng Vương giận dữ vì con gái hạ giá lấy một kẻ nghèo và hèn, và cấm nàng không bao giờ được về cung nữa. Bạn có biết những cặp đôi còn lại câu chuyện ra sao hay không? Không được chấp thuận thì những cái cặp đôi còn lại là có. Đúng rồi. Nhưng mà còn hai cái đáp án ở dưới thì tại vì cái ở bên cái đáp án kia em rất là hoang mang. Em không có biết cái cặp đôi đó. Còn cái cặp đôi này thì nghe quen quen, mà em nghĩ trong đầu nghe quen thì thôi mình cắt đi. Vũ Thị Thiết và Trương Sinh là trong chuyện Người Con Gái Nam Xương.
À. Anh đã làm tốt vai trò của mình rồi. Nào, về với gia đình Tim đang vẫy gọi bạn. Đây luôn. Lo lắng quá, đổ mồ hôi hột hết. Đừng lo, tôi luôn sát cánh với bạn trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy lát nữa là đứng sát lại gần luôn nha. Dĩ nhiên là không. MC ở đây đọc câu hỏi, vẫn bạn có thể trả lời cho không là bỏ chạy. Tại vì biết sao không? Tôi bỏ chạy về thông báo tin vui cho đồng đội của bạn. Nhưng vừa tới nơi thì tin buồn đã tới rồi. Mời đội trưởng, xin mời bạn. Tiến có nghĩ là Tiến sẽ chinh phục được bạn gọi thứ bảy này hay không? Thôi chắc không, về sớm quá. Sao vậy? Thôi là biến chơi quá. Sao là biến nè? Nói vậy cho đỡ nhục. Rành về cái gì nhất nè? Nó rảnh gì chứ, ăn uống rồi. Ăn uống không được hả? À? Coi gì nữa không? Không. Quỷ à, mỏi tai quá. Bị gì vậy? Tôi biết Tính từ lúc mà anh ấy vừa mới bước chân vào Sài Gòn. À. Vâng, tôi là người Sài Gòn quý vị ạ. Từ lúc mà Tính lập nhóm hài X-Pro đến bây giờ. Lúc đó năm nào? Thì năm đó, cái năm mà anh em gặp nhau ở ngay chợ cá đó, chợ mới. Bạn có nhớ hay không? Không hề, cái đó là quay đây. Tính đi chiếc xe đạp màu xanh. Còn Huy thì... À, bán sữa đậu nành. Ngày xưa, Huy bán sữa đậu nành. Ngày xưa, Tính bán chiếc xe màu xanh. Chính Huy ngày xưa đó. Bán sữa đậu nành, đặt chiếc xe màu xanh. Đó, chưa gì nữa. Và Tính chơi rất giỏi những game show. Và thường là mang giải thưởng cao quý nhất về không à. Rất nhiều những chương trình là Huy đã chứng kiến là Tính chiến thắng không những về game show, về âm nhạc. Dạ, lúc đó là chứng kiến thôi, tại vì MC khác. Lúc nào giải nhất hết. Chẳng lý nào hôm nay một câu hỏi dễ vậy mà Tính là thất bại. Được anh đó. Chứng minh lý do vì sao mà đội cử anh làm đội trưởng đi. Đúng rồi. Anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng các em bầu anh lên là các em hồ đồ. Quả cầu bây giờ thứ bảy, xin mời. Tín, một diễn viên rất am tường về điện ảnh. Ủa? Một ca sĩ hát rất hay. Là một nhà doanh nhân giỏi. Đang mắc nợ. Và hãy xem liệu rằng đội trưởng có mang vinh quang về cho đội mình hay không. Xin mời đáp án. Ngô. Sợ cái gì đấy? Hồng, sô-cô-la, cacao, maca, dừa vàng. Trời ơi, ẩm thực. Thấy chưa, chúng tôi biết lắng nghe ý kiến các bạn. Tính vừa nói về ẩm thực, Tính rất rành. Ngay tủ luôn. Bây giờ hãy xem là câu hỏi này có đúng sở trường của đội trưởng hay không. Rồi. Trời ơi. Aztec cổ đại đã từng xem loại hạt của quả nào như một loại tiền tệ. Một phút bắt đầu. Trời ơi. Tiền tệ. Hết giờ. Tiền tệ. Ờ thì sao? Thì mình cắt những cái gì mà nó, chờ anh suy nghĩ coi là nó có giao dịch được. Giao dịch được thì như thế nào? Ừ đó. Ừ. Thời gian. Mình đợi thì ủa rồi cắt chưa? Cắt rồi. Ờ, cắt cái gì vậy? Dừa vàng. Chính xác. Từ từ bình tĩnh. Bắt đầu. Bây giờ mình coi người Aztec cổ đại người ta đã giao dịch như thế nào. Người Aztec người ta thường giao dịch bằng những cái... Cái gì vậy? Maca hay ngô? Không kịp luôn á. Anh chưa có đi ra. Chính xác. Cho anh thở xíu rồi không có thở. Cắt tiếp, thời gian bắt đầu. Thời xưa, thời cổ đại. Cổ đại chứ không có maca đâu. Rõ ràng, nhìn phía trước. Ủa, sao con này hết giơ tay rồi. Chính xác. Bây giờ nè, cái lời nguyền 50-50 nè, bắt đầu.
Bây giờ tôi không gợi ý nữa rồi. Tính. Hãy nghĩ coi thời xưa, thời cổ đại. Cầm kem lên, cổ đại làm cái gì? Cổ đại, cổ đại. Cổ đại thì có bắp thì bắp, bắp đúng không? Cổ đại. Bắp, bắp, bắp. Chắc ạ. Chết rồi. Giỡn chơi hoài. Làm bộ cho MC hồi hộp thôi. Diễn gì diễn ra? Tại sao vậy? Vẫn còn khó thở. Thố mò đúng không? Cái này nghi nghi. Không, phải có suy nghĩ chứ. Đây. Đó, đó thì vừa mắc ca rồi nè, là những trái mình sau này, cái loại hạt là sau này mới thấy nè. Nó chứ thề luôn á, từ đầu anh đã nghĩ nó là ca cao rồi. Trời ơi, rõ ràng. Em biết là anh thông minh. Tại vì thời cổ đại đâu có ai ăn bắp đâu. Có không ta? Ồ, thiệt. Cái lời giải thích như sau là chocolate được làm từ hạt cây cacao Trebroma. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là món ăn của các vị thần. Người Aztec cổ đại thường vái lạy cây cacao và sử dụng hạt của nó như một loại tiền tệ. Họ coi cây này là nguồn cung cấp sức mạnh và củ cải. Câu mấy rồi? Câu 8 rồi đó. Câu 8 rồi anh ơi. Giờ tới câu 8 hả? Dạ. Gặp bé bự rồi đó. Tính, bạn mong rằng bạn sẽ gặp bé bự hay là bạn muốn thương lượng với chúng tôi? À... thật ra sao cũng được. Kiến thức chúng tôi sâu rộng mà. Tôi chẳng có gì phải ngần ngại những câu hỏi này cả. Như câu vừa rồi. Đó. Tôi rất khó thở. Tôi rất là khó thở. Xin mời quả cầu cuối cùng. Quả cầu thứ 8. Bé bự. Có cái hộp. Ơ kìa. Okay. Đó là một chiếc hộp. Và chắc chắn bên trong chiếc hộp này sẽ là món quà, một lời nhắn gửi từ chủ nhân của tôi. Xin mời bạn. Có một bức mật thư. Đọc lớn lên nào. Ngô Kiến Huy tiếp chỉ. Dạ. Ủa, cái gì vậy? Phụng Thiên thừa nhận chủ nhân quả cầu chiêu giết. Đội của bạn chấp nhận dừng lại ở câu hỏi số 7 để đổi lấy món quà là 20 triệu đồng hay không? Nhận chỉ. Có thể cho tôi qua thế giới bên kia tâm sự với người nhà không? Đi đi. Chúng ta thấy như thế nào? Giả sử anh trúng là mình được 50 triệu đúng không? Đúng đâu, vậy. Có nghĩa là thắng là có 50. Nếu thắng là 50 triệu đó, mà thua là mất hết. Ờ thôi vậy bỏ đi. Bỏ mà, gì? Anh nói nè. Bỏ nói... câu cuối á hả? Ừ. Chơi chợ dễ gì ăn. Bé bự có một người chinh phục được rồi đó. Có một người lấy được 100 một người triệu. Một người trong số rất nhiều chương người. Chương trình này quay ngàn mấy số rồi. À, anh nói là kiến thức nhớ mình đủ rồi. Bây giờ mình cần tiếp nạp thêm kiến thức chi nữa đúng không? Đúng là cái gì mà mình đủ rồi là mình đừng có thêm chi. Mình có thể mình lấy số tiền này mình mua những cuốn sách khác để mình bỏ. Thay vì bây giờ rồi. Mình trả lời thêm một câu, mình thêm một chút kiến thức thì mình lấy số tiền này mình về mua thuốc mình bổ, mình uống nó cũng bổ não lên, phát triển. Về coi TV thế giới đó đây được. Thì đó, kiến thức còn nhiều hơn nữa. Còn cái này lên trả lời sai bị stress. Đúng rồi, lên khó khi thở rồi. Áp lực về khó thở đi khám bệnh. Trời lòi ra bệnh tim rồi các kiểu 50 triệu đứng được gì chứ. Chúng ta quyết định nghe nha. Chưa thấy cái đội nào sống gì tiền. Ủa, sao? Sao giờ quyết định sao? Ôi, họ bên kia thế giới mà cũng thực dụng quá. Đội trưởng, suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng tôi cho các bạn gợi ý là bé bự lần này rất dễ tính, rất dễ tính và rất dễ chơi. Số tiền nó lớn hơn mình mới đánh đổi. Đúng không? 50 với 20. Không chênh lệch nhau nhiều đúng không? Cái mình mất rồi, cái về, cái mang tiếng các kiểu về. Trời ơi, tạm tính không, lúc đó tôi ngưng đại đúng rồi. Đúng rồi, hà anh đúng. Trời ơi, về cái dây rứt đó, nó dây rứt nó nằm trong tim. Hiểu không? Dầm trong tim, không bao giờ quên được. Ghê. Anh dừng lại nghe cái câu đúng, người ta biết kiến thức anh tới đó, đúng không? Còn anh chơi tiếp. Anh chơi tiếp lòi cái ngu ra. Nếu mà bạn chấp nhận là bạn chấp nhận đề nghị chủ nhân, các bạn phải nói một câu nói: chúng tôi rất sợ bé bự nên chúng tôi chấp nhận dừng lại. Nói hết vậy tiền là nói hết chứ ha. Không chưa? Quyết định đội trưởng là. Anh biết định chưa? Bu ra hết ra đây chương trình. Ok mình. Gửi 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu. 20 triệu. Rồi, hãy đeo kính vào. Biết đâu chừng chủ nhân tức giận
xịt. Chứ bạn suy nghĩ lại không? Hay là chưa? Ê, mọi người ơi, dù gì mình cũng đã chấp nhận dừng lại thì bây giờ xịt thêm một lần nữa thôi. Thì đã có 3 người bị xịt rồi. Là sao? Là bị xịt cái là về hả? Là có 20 triệu. Xịt đi, thoải mái luôn. Ở đâu biến luôn. Chốt điều lấy 20 triệu hay thi tiếp? Thì bây giờ vậy. MC nói hoài, bây giờ chúng tôi xịt 2 triệu cho MC. Cái gì? Giờ nói hoài đúng không? Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị của các bạn. Chúng tôi chấp nhận lời đề nghị các bạn, như vậy là MC được 2 triệu rồi, chúng tôi được 18 triệu. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và chúng tôi chấp nhận. Chấp nhận là MC nó vô đứng chung luôn. Ờ đúng rồi. Lấy 2 triệu là vô đây xịt chung luôn. Đúng rồi. Dễ ăn của ngoại lắm, vô đây. Khoan. Nhưng mà để mà hợp thức hóa cái điều này các bạn chưa phải nói. Mỗi người phải nói chúng tôi sợ bé bự, chúng tôi quyết định dừng lại. Từng người. Chúng tôi sợ bé bự, chúng tôi quyết định dừng lại. Vì tiền. Thôi. Vì tiền tôi nói từ đầu. Quý, thẳng, đứng bên, đứng vị trí. Nói xong rồi vẫn phải đứng vậy luôn hả? Để lấy hình 4 người rất hèn hạ. Trời ơi, thiệt luôn á. Bây giờ nếu như đã bắt hình thì phải bắt cho đẹp, tạo dáng nhiều vô. Đúng vậy. Lỡ rồi. Anh hiên ngang rồi đó. Nói lớn lên nha, Quý. Vì bé bự rất đáng sợ nên vì tiền chúng tôi dừng lại. Tiếp tục tiền tăng. Chúng tôi tự tin, chúng tôi vì tiền. Ủa rồi gì nữa? Sợ bé bự, phải có sợ bé bự. Rất nhiều hèn mà nói tới nó lui hoài. Chúng tôi sợ bé bự, chúng tôi quyết định dừng lại. Vì tiền. Vì tiền. Em cuối cùng đã chốt điều đó. Chúng tôi thấy bé bự không đáng yêu, chúng tôi sợ bé bự, nhưng mà chúng tôi dừng lại vì tiền. Rồi, tạo dáng. Cái gì vậy? À. Ra đây anh. Đi ra đây anh. Em nói gì nào? Anh nói gì? Đi ra đây anh. Anh đi ra đây. Trời ơi mọi người, có vô cùng không? Anh đi ra đây Huy ơi. Nãy anh đi là mình chia 2 triệu đúng không mọi người? Chết với tôi. Mọi người quý mến nhau vậy mà anh Huy có chạy mọi người hoài. Đây mọi người ơi, còn một ít bột vướng ở đây này. Này, để quay lại. Tại vì cái đó là bé bự thể hiện sự kính trọng của các bạn. Trời ơi. Bé bự xí. Nhẹ nhàng thôi. Chúc mừng các bạn đã có giải được 20 triệu. Hãy mang 20 triệu về đi nào. 20 triệu. Chúng tôi 20 triệu luôn rồi. Nãy giờ đứng hèn hả nhục nhã. Chúng tôi cũng đã có bự, chúng tôi lụm 20 triệu lên nào. Chúng tôi vì tiền. Rồi xin mời các bạn ra cửa sau của nhà chúng tôi. Lấy tiền rồi phải đi cửa sau luôn hả? Tiễn khách đi. Và thưa quý vị, một lần nữa thì bé bự lại tỏ ra mình rất là uy lực. Và bốn người chơi còn lại, họ vẫn không chấp nhận đối đầu với bé bự. Chúng tôi vẫn mong những người chơi sau hãy mạnh mẽ lên và chinh phục bé bự của chúng tôi 200 triệu cơ mà. Để xem rằng có đội chơi nào đủ can đảm để đối mặt với bé bự hay không. Vào lúc 20 giờ tối Chủ nhật trên kênh VTV3. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau. À, đây là một cái chương trình mà em nghĩ là rất phù hợp với em anh Huy ạ. Sao vậy? Nó đề cao không những trí tuệ mà còn có nhan sắc nữa. Nhưng mà hai cái đó trong chương trình không cần lắm. Từ Nupakachi trong bài hát với ý nghĩa hãy để đấy là ngôn ngữ của đất nước nào? Từ sáng giờ chăm sóc sắc đẹp, từ sáng giờ tưởng quay hình nhiều, ai về lên làm mà được có một tí. Mình hát bài gì cho một câu bài cho em lên tinh thần. Bài gì giờ ta? Đây tôi hát cho. Lên nha. Ôi em hãy về đi. Mình chỉ mong là mình sẽ được trả lời được một câu hoặc là hai câu gì đó, mình đi vô trong cho nó đỡ quê. Câu hỏi và bộ đáp án. Xin mời bộ đáp án trước. Leicester City. Không, các bạn không coi, chơi bánh đũa không ạ? Quang Hiếu chơi bánh đũa không à? Anh hãy cắt đáp án sai nha, cắt đáp án sai, đừng cắt đáp án đúng. Trời ơi. Anh! Đã... À, gì vậy? Tại sao anh suy nghĩ? Anh làm cho cả ai đợi. Gì vậy? Gì vậy? Không có. Chơi dẫn chơi bài.